Hello các bạn, mình là Tài Thổi. Mình là Sinh Nhất. Thì hôm nay là tôi với ông Nhắc sẽ ăn 15 cái đùi gà này nữa mà. Quá ngon. Nghe thơm không? Quá thơm. Ok, rất là thơm luôn. Nhưng mà để video nó sống động và hay hơn thì tôi sẽ bỏ vào đây rất nhiều gia vị cay cho anh em xem nha. Anh em cùng xem nha. Ok, đầu tiên nè, tương ớt chi su. Ngon. Không thể thiếu được đúng không? Đúng rồi, không ơi. Bây giờ thiếu được tương ớt là cái thứ không thể thiếu rồi. Cho hết chai luôn. Wow. Tiếp theo anh em đoán là cái gì nào? Ớt xay thằng thánh. Quá đã. Yeah. Ui trời ơi. Cái này mà ăn xong thì tới cục cất luôn. Ui. Tiếp theo là gì anh em? Không thể thiếu xàm rang x1 được. Đấy. Hôm nay là ăn về đích nở hoa nha. Hôm nào cũng vậy ông ơi. Anh em đón xem là cái gì nữa nào? Mùi ớt xanh anh em ạ. Trời ơi. Cái này vào mới có ngon không anh em ơi? Ngon. Em tin tôi bảo cái này ngon là ngon. Tiếp theo nào anh em? Ớt bột anh em ạ. Này tra tấn nha anh em ơi. Rất không ngon nha anh em ạ. Chắc là không giòn đâu. Tiếp theo một số cuối cùng. Sốt cay của Tứ Xuyên anh em ạ. Cái này lạ đấy. Cái này lạ đúng không? Này hàng ngon, hàng chất lượng đấy. Ui dồi ôi. Ok, bây giờ mình sẽ chọn đều nha. Ăn thử cái cho anh em xem à. Ngon. Ngon thích tôi gom ngóc ngon xíu. Ngon quá vậy không? Ngon mà. Yeah. Ui, sao mà nhìn không giòn nè anh em ơi. Cho em lòng nước à. Ồ, có nước uống rồi không? Có nước. Có nước nha. Còn được. Cay mà. Cay. Rồi mời tất cả anh em cái đùi gà mà siêu cay này nhá. Cay nè. Cay mà ngon đấy mà. Ngon quá. Chào. Giòn lắm rồi. Hôm nay chiên kỹ. Giống như một chút chua đấy nè. Rồi nó sốc nó tương xiên mãi sao ấy. Cái nước sốt mà tương xanh á. À. À tính đâu mà ăn cay giỏi nha. À cay. Được mà không? Nhưng mà tôi không ăn nhiều. Tại vì ăn nhiều dạ dày tôi yếu á. Ừ. Đùi gà là món mình thích nữa mà. Hôm nay mình ăn rất là nhiều. Đùi gà cũng đúng món mình thích luôn anh em ơi. Mình là không fan của đồ chiên anh em ơi. Để làm đổ được đúng không? Quá. Wow. Đang đây tí nữa mấy cái này nó còn có nữa. Không wow. Nước được mày. Làm mời anh em nha. Wow. À, đồ chiên uống cà. Hình là cái chỗ phong cảnh mà không có người nào cả anh em ơi. Phong cảnh hữu tình này nè. Đau bụng nè. Chỗ chạy đi nè. Quét con này tí không bao mà cái trang có cái dưới không có này mà. À chỗ bị xúc môi á. Xót quá. Đùi gà mấy chiên giòn mà. Giòn ngon. Mà. Tính không? Ngon. Ăn cài không? Thử không? Mẹ có cài nha. Cài sống hả? Ừ.
được đó. Ngán. Bí quyết ăn cay của ông là vừa ăn này mới cả ăn trái cây không? Đúng rồi. Để cho nó đỡ phá người ha. Anh em ăn cay nên em uống nước nhiều thì ăn trái cay nhiều vào, không là nó bị hư bổ tử ấy, hư gan luôn ấy. Gan nó không đào thải nổi luôn. Ừ. Nên là anh em nào muốn ăn cay thì nên phải bổ sung nhiều nước vào, hoặc là anh em ăn vừa ăn rau nhiều vào. Ăn như thế này, ăn cà nè, là nó sẽ đỡ được cái phần nào nữa mà. Chấm cà chấm ớt nè. Cà chấm ớt không? Cà chấm ớt, ớt rồi, đây đây đây. Bài em nha. Wow. Hai cái anh em ơi. Ngon quá nha. Anh mấy cái đi ông? Bao con cái gì đấy? Ông ăn bằng chục cái đùi gà được mà. Được mà ông? Chẳng qua là hơi ngán thôi. Nên những đùi dầu mỡ này ít hơn lên mà. Ngày cốt thì người tôi bấm nhắc mọi người 4 cái rồi bắt đầu. Em thấy ok ạ. Bắt đầu cay cay rồi đấy. Bình tiểu mới thấm hả? Dạ mới thấm. Tôi không cay lưỡi mà tôi cay quanh môi nè. Mình mau tốn cay nữa. Đúng không? Hành môi mới cay. Đúng rồi. Tại mình không có cái nâu miệng á. May là có nước anh em ạ. Ăn như này mà ông nhắc không mập nổi nữa mà. Tôi còn ngày còn lên ký mà ông không ngày không lên được ký nào. Ông còn tụt ký nữa anh em ơi. Không hiểu luôn. Anh Hoài không mập anh em ơi. Tôi thì ăn phát tôi lên ký nhanh lắm mà ông không lên. Wow. Ngon mà. Ba cái anh em ơi. Wow. Nhanh liền ông. Ăn nhiều trái cây vào cho mát người. Chưa chuột cái tương ớt này anh em ơi. Nhìn nó kỳ quá, kinh dị quá. Chắc là mình là những người YouTuber ăn cay số 1 Việt Nam anh em ạ. Chưa thấy Việt Nam ai ăn cay bằng mình cả. Anh em nào thích chủ đề ăn cay thì anh em cho mình xin một like, một đăng ký kênh, hoặc là anh em thích mình ăn cái món gì thì anh em bình luận ở dưới. Đấy. Qua cái nữa đi. Ngon. Tôi fan gà rán mà. Đang đói. Ông mà hết cũng được. Anh thấy phong cảnh nó mày đẹp không? Phong cảnh hữu tình non sông nước biếc. Sao rồi có cái ao nè. Ăn xong cay quá nhảy xuống luôn. Ăn xong cay quá nhảy xuống luôn. Anh em có muốn làm thử thách 24 giờ ăn cay không? Thử thách sáng rồi sau đêm ăn cay. Sáng rồi sau đêm. Ngon quá. Mà sao ăn nhiều. Ăn nhiều dầu mỡ làm tóc, dầu mỡ gan. Nhưng mà nó được cái nó ngon đó mà. À! Làm cái nữa anh em ơi. Wow. Tiếp bông. Ok không? Nghe quốc đi chứ. Wow. Anh xem nè. Để lấy miếng ớt rồi ăn cho nó thấm luôn. À.
Wow. Kém gì không? Tiếp đi không? Cá nữa đi không? Cố gắng không ơi? Nhiều quá rồi ông ơi. Ừ. Ngáo mà. Để tí để bụng về ăn cơm với mẹ nữa mà. Không ừ. Ông ơi. Mẹ chưa chết rồi mà. Tí về sao mày không ăn cơm mà? Tí về bảo sao mày không ăn cơm. Ăn chứ phải ăn cơm anh em ạ. Má còn ai còn ăn nữa mà, nhưng mà nó con gà này ai ăn được nữa trời. Toàn ớt không à. Ăn nữa đi ông. Ờ để tí bụng bị ăn cơm mẹ nè mà. Chào. Tắm à, chưa? Tắm rồi đó. Giờ chắc mình nghĩ là mình ừ. Nên dậy ao tắm anh em ạ. Chắc tắt clip sau tôi không nhắc gãy ao này mà nóng người quá. Nóng hết rồi. Ok. Nãy giờ clip nó cũng nhiều rồi đó mà. Thôi tôi vẫn chắc xin kết thúc video tại đây nha. Anh em là muốn tụi tôi ăn cái món gì thì anh em comment ở dưới nha. Hoặc là anh em cho tôi xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ anh em mình ra clip hay hơn. Ok, bye anh em. Bye bye anh em nha.